Xin chào tất cả các tình yêu, một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Đó, trước khi ngủ thì các tình yêu thường hay làm gì nè? Uyên thì là trước khi ngủ là Uyên hay dùng hai viên hủy mỡ bụng này để giúp cho một ngày ăn uống của bên Uyên ha. Nếu có tích tụ những cái mỡ dư thừa trong cơ thể thì hai viên này nó sẽ hỗ trợ đào thải mỡ ra một cách nhanh chóng nha mọi người nha. Vào sáng hôm sau mọi người sẽ thấy rõ được là đường phân của mình nè, hoặc là nước tiểu của mình khi mình đi ra sẽ thấy rõ được là những cái ván mỡ nó đã đào thải ra một cách nhanh chóng và không tích tụ vào trong cơ thể của mình. Ngoài ra là nó còn đào thải những cái độc tố bổ sinh rau xanh cho mình nữa. Đó, những chị em nào nè ít ăn rau nè, hay bị bón nè, hay bị mụn nè thì nhớ bổ sung ngay, mỗi ngày chỉ cần 2 viên thôi nha mọi người nha. Chỉ cần 2 viên thôi mà nó giúp cho mình rất rất là nhiều cái công dụng tuyệt vời. Đó là giúp cho các chị em là đi ngoài dễ dàng hơn nè, đào thải độc tố nè, giúp cho da mịn màng đẹp hơn nè, vì nó có thành phần là từ rau xanh nè, cải bó xôi nè, lá xoài nè, quả bứa nè. Đó, những thành phần rất là tự nhiên và hạt tiêu xanh nữa, giúp cho các chị em là đó, đào thải mỡ nè, đào thải độc tố và còn hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa rất rất là nhanh luôn. Vì sao mà khi dùng 2 viên xong là hôm sau là mình đào thải những cái mỡ thừa trong người của mình ra một cách nhanh chóng. Và những chị em nào mà muốn giảm cân, dùng qua rất rất là nhiều sản phẩm giảm cân rồi mà giảm cân rất rất là chậm, thì nên kết hợp với cái sản phẩm detox rau xanh này nha. Kết hợp với cái sản phẩm giảm cân của mình thì là tuyệt vời luôn. Các chị em sẽ nhanh chóng giảm cân một cách nhanh nhất, gấp 2 đến 3 lần so với mình dùng những cái sản phẩm giảm cân thông thường nha. Đó, Uyên là Uyên hay dùng cái sản phẩm giảm cân thần thánh bên Uyên, đó là cà phê giảm cân rơ vào buổi sáng trước khi ăn sáng 15-20 phút, và buổi tối trước khi đi ngủ 20 phút là em Uyên lại dùng ngay 2 viên detox rau xanh để hỗ trợ đào thải độc tố, đào thải mụn nè, rồi những cái phần mỡ dư thừa ở trong cơ thể của Uyên á, tích tụ ở vùng bụng nè, bắp tay, chân, nó cũng đẩy ra được rất là nhanh chóng luôn các chị em ơi. Bây giờ thì Uyên uống ngay 2 viên để trước khi đi ngủ ha, để cho cơ thể luôn được khỏe mạnh nè, tăng cường sức đề kháng nữa, tốt lắm nha mọi người nha. Và đặc biệt những chị em nào nè đang có cho em bé bú nè, đó, và mới sinh em bé thì người rất là mập nè, đó, và không được săn chắc, thì các chị em ơi dùng ngay 2 viên detox rau này nha. Đó, không ảnh hưởng đến lượng sữa cho em bé bú luôn nha, mà còn giúp cho các chị em đào thải mỡ nè, hỗ trợ giảm cân cho các chị em luôn. Đó, rất là tốt cho sức khỏe các chị em. Nếu những chị em nào đang ngần ngại là chị ơi em sợ dùng giảm cân sẽ ảnh hưởng đến lượng sữa nè, ảnh hưởng đến sức khỏe khi em đang cho em bé bú, thì các chị em ơi đừng ngần ngại nha, hãy nhớ ngay đến detox rau xanh gơ giúp em Uyên, giúp cho các chị em vừa thứ nhất là vừa lợi sữa nè, vừa đào thải độc tố nè, vừa đào thải mỡ cho các chị em, mà không ảnh hưởng gì đến lượng sữa khi cho em bé bú nha. Đó, những người nào lớn tuổi nè sức khỏe nè, sức đề kháng yếu nè, rồi sợ bị đau bao tử nè, tim mạch huyết áp, sợ uống giảm cân sẽ ảnh hưởng sức khỏe đúng không, thì dùng ngay 2 viên detox rau này, xanh này, nó sẽ hỗ trợ giúp cho mình giảm cân nè, mà không ảnh hưởng gì đến những cái bệnh nền đó nha. Những người lớn tuổi vẫn có thể dùng được cái detox rau xanh này nha, rất là tốt cho sức khỏe, từ trẻ em người vị thành niên nè, người lớn tuổi và người già đều có thể dùng được cái detox rau xanh này. Mọi người thấy có tuyệt vời không? Rất rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ thì em Uyên dùng ngay 2 viên này để mà bổ sung rau xanh và đào thải độc tố và còn là đào thải mỡ nữa, giúp em Uyên không bị bón nè, và ngày hôm sau là đi ra ngoài rất là nhẹ nhàng nha, không có phải như những cái thành phần thuốc sổ mà là uống vô là sổ ra đau bụng hay cái gì nha, không có nha, đi rất là nhẹ nhàng nha mọi người ơi. Bây giờ thì Uyên uống ngay 2 viên này nha, đó, nó là thành phần rau xanh được nén lại nha mọi người, rất là dễ uống luôn nha. Đó, đó, dễ uống lắm nha mọi người. Đó, chỉ cần một chút xíu nước lọc và 2 viên detox rau xanh là mọi người có thể tăng cường sức khỏe, đào thải mỡ và giúp hỗ trợ giảm cân một cách tốt nhất nha mọi người. Xin chào mọi người.